ý anh em. Huawei Watch 3 và FreeBuds 4, những dòng sản phẩm vừa mới được ra mắt, thậm chí là phiên bản mình đang có trên tay là phiên bản dành riêng cho reviewer, not for sale và thôi. Thì đó, hãy để mình chia sẻ nhanh một chút những trải nghiệm của mình với hai sản phẩm này sau khoảng một tuần sử dụng. Mà đặc biệt nhất tất nhiên là phải so sánh với những đối thủ của nó trong cùng phân khúc như kiểu là Apple Watch Series 6 cũng như là cả AirPods 2, AirPods Pro, vân vân và vân vân. Đó, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nha. Sắp đạt được cột mốc là 400.000 subscriber rồi. Đầu tiên để nói về đồng hồ thì cái chiếc Huawei Watch 3 này có phong viền thiết kế kiểu dạng mặt đồng hồ tròn, dây lại cũng là dây móc cài truyền thống, cho nên cá nhân mình thì mình thích hơn là những chiếc Apple Watch Series 6, Series 5 vân vân và vân vân. Ngày xưa mình từng dùng một chiếc Apple Watch Series 5 lên hình cùng nó khá nhiều nhưng mà mình không thích, mình phải bán sau đó bởi vì là mình không cảm giác được cái việc là mình đang đeo một chiếc đồng hồ trên tay lắm. Nó giống như kiểu một món phụ kiện hay là vòng tay y tế hay là một cái gì đó hơn. Anh em nào mà cũng như mình cũng thích là đồng hồ đeo trên tay trông nó phải ra cái đồng hồ ấy, mà lại vừa muốn sử dụng những tính năng thông minh của một chiếc smartwatch, thì đây, một cái phong viền thiết kế như thế này mình nghĩ sẽ là phù hợp hơn. Nhìn từ xa thì rất khó để nhận ra đây là một chiếc smartwatch mà cứ phải nhìn vào cái màn hình cơ. Màn hình chất liệu là kính và cong 2.5D ôm vào phần viền. Viền chúng ta có chất liệu là thép nha. Và dưới cùng thì là mặt ốp và da này là mặt gốm. Ngoài ra phần viền chúng ta sẽ có một nút xoay hoạt động y hệt với cả Digital Crown ở trên Apple Watch luôn, và một nút bấm chức năng ở bên dưới. Nút này thì các bạn có thể gán nhanh các chức năng như kiểu là mở app, mở nhanh các tính năng đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu, vân vân và vân vân. Màn hình thì có kích thước là 1.43 inch và độ phân giải là 466x466 cho một cái mật độ điểm ảnh tương đương, hoàn toàn ngang bằng với cả Apple Watch Series 6. Tuy nhiên là cái phong viền này thì mình thấy nó hơi to. Do đó thì mình nghĩ các bạn nam đeo thì sẽ hợp hơn, đặc biệt là khi chúng ta có chất liệu dây ở đây là dây cao su thì nó sẽ hơi thể thao và nó mạnh mẽ một chút. Tất nhiên là sẽ có cả những tùy chọn dây da thì sẽ đắt hơn và nó mang lại một vẻ ngoài sang trọng, các thứ tinh tế cổ điển hơn. Cái chiếc đồng hồ này đang chạy hệ điều hành là Harmony OS 2.0. Cái ngày nó ra mắt, cái sự kiện nó ra mắt thì mình đã rất mong chờ. Mình cũng thấy khá ngạc nhiên khi mà Huawei họ có thể làm ra một hệ điều hành xuyên suốt giữa các thiết bị như vậy. Nhưng mà đấy là thị trường Trung Quốc. Còn về Việt Nam thì chúng ta hiện tại cũng chỉ có đồng hồ chạy Harmony OS. Tai nghe thì không quá liên quan tới hệ điều hành lắm. Điện thoại thì cũng đang tương đối là khó khăn về việc sử dụng hệ điều hành đó. Laptop, ở đây mình đang có một chiếc D15 thì lại là chạy Windows. Do đó thì cái sự gọi là tương thích và đồng bộ giữa các thiết bị đó mình thấy hiện tại chưa quá là thực sự hữu dụng ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà mình dùng một chiếc đồng hồ này để kết nối với iPhone hay là cả Android thì đều hoàn toàn rất là dễ dàng và dùng được full tính năng. Với Android thì các bạn nên quét mã QR code ở trên hộp của nó để tải app Huawei Health về, phiên bản mới nhất, dùng được full tính năng nha. Còn với iPhone thì các bạn cứ lên App Store tải app về là được. Giống như những chiếc smartwatch khác thì Huawei Watch 3 vẫn hỗ trợ cho các bạn rất nhiều những tính năng đồng bộ, thông báo cuộc gọi từ điện thoại này, có sẵn khoảng 30 mặt đồng hồ, hoặc là các bạn có thể tải khoảng 1.000 mặt đồng hồ từ cửa hàng, có kháng nước 5 atmosphere, có rất nhiều những tính năng thông minh bên trong để sử dụng mà theo dõi điều kiện sức khỏe của các bạn ấy, kiểu vòng tay y tế như kiểu là đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu, đo cả giấc ngủ, đo stress, vân vân và vân vân. Thật ra có hai tính năng mà mình sẽ dùng nhiều nhất thôi, đo nhiệt độ ở trên da cũng như là đo nồng độ oxy trong máu. Hai tính năng này mình thấy tương đối là phù hợp với thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Một trong những triệu chứng sớm của những người mắc Covid ấy, sẽ là bị giảm nồng độ oxy trong máu cũng như là các bạn sẽ bị ốm, bị sốt. Nhưng mà tất nhiên đây vẫn chỉ là một sản phẩm đồng hồ thôi, nó không phải là một sản phẩm y tế chuyên dụng, cho nên là các bạn cứ dùng những cái số liệu đó để tham khảo nhé. Khi mình sử dụng với iPhone ấy, thì mình thấy có một số những điểm như sau. Mình chỉ có thể đọc thông báo thôi, thông báo thì sẽ đọc đầy đủ, không bị cắt ghép chữ gì hết. Nhưng mình không thể trả lời tin nhắn, không thể rep lại thông báo, không thể tương tác được với những cái thông báo có sẵn. Tất nhiên là vì đây là một chiếc đồng hồ có eSIM thì các bạn có thể nhận cuộc gọi trực tiếp ở trên chiếc đồng hồ này luôn, hoặc là thực hiện cuộc gọi thẳng từ chiếc đồng hồ này mà không cần đến điện thoại. Tuy nhiên là micro với loa của nó thì mình nghĩ rằng các bạn nên dùng ở trong phòng thôi, kiểu là để tiện, đỡ phải cầm đến cái điện thoại ấy. Còn mang ra đường thì chẳng ai cầm cái đồng hồ này để nói chuyện cả, nó hơi khó mà nghe cũng khó đúng không? Ngoài ra thì so với những thế hệ trước, thao tác cảm ứng, vuốt chạm các thứ trên mặt đồng hồ của Huawei Watch 3 rất là mượt mà. Về pin thì cũng ổn, khoảng 2 đến 3 ngày và có cả chế độ siêu tiết kiệm pin, giữ cho đồng hồ hoạt động lên tới 14 ngày nữa cơ. Thật ra là mình cảm giác nó hơi
hơi kém nhẹ một chút so với những thế hệ trước, nhưng mà dù sao để dùng được sang ngày thứ hai mình nghĩ cũng là một điểm mạnh rồi, bởi vì mình dùng Apple Watch toàn khoảng một ngày là phải sạc, đêm là phải sạc, hoặc cùng lắm là sáng hôm sau đến công ty là phải sạc. Mà đây lại còn là một chiếc đồng hồ có eSIM nha. Trong danh mục những chiếc đồng hồ mà có trang bị eSIM thì đây là chiếc đồng hồ thuộc dạng pin cũng trâu bò nhất thị trường rồi đấy. Ok, chuyển sang sản phẩm thứ hai là chiếc tai nghe Huawei FreeBuds 4. Mình từng rất là khen chiếc FreeBuds 4i, tuy nhiên thì nó vẫn còn một điểm trừ mà mình cá nhân mình không thích, đó là thiết kế dạng in-ear. Mình dùng AirPods Pro xong đó mình không dùng được, mình phải chuyển sang dùng AirPods 2, bởi vì là mình cảm giác nó hơi bí. Mình không quá cần chống ồn chủ động mà mình cần đeo phải thoải mái, bởi vì thời điểm này mình đeo tai nghe rất nhiều, rất lâu trong một ngày. Học online, nghe nhạc, gọi điện nói chuyện các thứ với người thân, gần như là lúc nào cũng đeo tai nghe, thì mình cần sản phẩm nó thoáng hơn. Thiết kế của chiếc FreeBuds 4 này thì nó sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu đó của mình. Đầu tiên là bên ngoài thì nhỏ nhắn xinh xắn, thiết kế dạng hình tròn, vỏ bên ngoài nhám, chống xước khá là tốt, có một nút bấm nhỏ bên hông này. Bên trong thì chúng ta lại có tai nghe dạng bóng, cái này thì sẽ hơi bám mồ hôi và dấu vân tay một tí. Cái chiếc tai nghe này thiết kế thì rất là giống với cả AirPods 2, tuy nhiên là phần cuống hơi lồi ra một tí và hơi to, khi đeo trên tai thì trông sẽ kiểu hơi cục một tí. Đầu tiên là nói về chống ồn chủ động thì tất nhiên vì thiết kế của nó không phải là dạng in-ear, không phải là dạng overhead close back mà khiến cho có chống ồn thụ động sẵn, không kiểu cách biệt với thế giới bên ngoài ấy. Cho nên là mình cảm giác âm ở đây vẫn thoáng. Tức là khi các bạn dùng ở trong điều kiện phòng này thì tất cả những âm trầm kiểu âm điều hòa, âm quạt, âm dâm gian của những người ngồi đằng sau các bạn nói thì nó sẽ bị loại bỏ đi hết. Ban đầu có thể các bạn không nhận ra nhưng mà nghe khoảng 30 phút bỏ tai nghe ra phát là thấy ui sao tự dưng xung quanh nó ồn ào thế. Nhưng những cái giải âm ở mức cao hơn thì cảm giác là mình chống ồn bị kém đi. Ngoài ra là khi mình đi ra ngoài đường ấy thì những cái âm kiểu gió lạo xạo hay là âm xe cộ đi lại cũng không kháng được nhiều lắm. Và đặc biệt nhá, mình đeo chiếc tai nghe này mình chạy bộ thì đôi khi là cái phần micro của nó ấy bắt tiếng gió xong rồi nó kiểu phả ngược lại tạo ra những tiếng lạo xạo trong tai, nó cũng khá là khó chịu. Tính năng thứ hai đó là tai nghe này sẽ cùng một thời điểm kết nối được với tối đa là hai thiết bị, để khi các bạn bật nhạc ở một nguồn phát khác thì nó sẽ tự động nhảy ra, nó kết nối và nó phát nhạc từ cái nguồn đấy. Thì các bạn mà vừa dùng laptop vừa dùng điện thoại như mình thì các bạn có thể thấy tính năng này sẽ rất là hay, giúp các bạn chuyển tiếng đồng bộ không cần phải kết nối lại giống như là những chiếc tai nghe Bluetooth khác. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại với cái sản phẩm này, có thể là do sản phẩm thời gian mới này, phần mềm cũng chưa quá cập nhật này, mà mình cảm giác là đôi lúc chuyển tiếng nó đang còn hơi lỗi một tí. Nếu các bạn muốn tùy chọn, tùy chỉnh sâu hơn vào bên trong chiếc tai nghe này thì hãy cài đặt cái app là Huawei Live. Thì bên trong các bạn sẽ có thể tùy chỉnh cả thêm những cái như kiểu là có chế độ âm này, âm Bass Boost, âm Treble Boost hay là âm Standard, âm tiêu chuẩn. Rồi điều chỉnh cả những cái tính năng điều khiển ở trên thân tai nghe nữa, bởi vì ở đây này chúng ta sẽ có cảm ứng vuốt chạm luôn, chứ không chỉ là cảm ứng chạm giống như là kiểu AirPods 2. Vuốt lên vuốt xuống tăng giảm âm lượng này, chạm hai lần là Play Pause hay là giữ thì nó sẽ chuyển giữa những chế độ kiểu chống ồn chủ động hay là không chống ồn chủ động. Về chất âm thì mình thấy nó hơi sắc một chút, nó hơi đẩy cho âm treble cao lên và sẽ hợp nhất để các bạn nghe acoustic hoặc là nghe nhạc mà có giọng vocal thôi. Cá nhân mình thì không thích cái kiểu chất âm đó lắm thì mình hay bật tính năng Bass Boost ở trong ứng dụng Huawei Live để nó đẩy âm bass lên, nó giảm âm treble xuống thì nó đỡ bị chói. Tuy nhiên thì lúc đó âm trường lại hơi bí và hẹp. Nhưng mà nói chung cá nhân mình thì mình vẫn thích cái kiểu âm đấy hơn. Và cuối cùng là về pin thì mình thấy nó trụ được khoảng 4 tiếng. Và cả cái case này là tổng thời gian nghe các bạn sẽ là khoảng 22 tiếng. Và tất nhiên là có cả kháng nước IPX4 và có cả sạc không dây nữa. Cá nhân mình thì chưa được sử dụng toàn bộ hệ sinh thái HarmonyOS 2.0 bao giờ cả. Đồ Apple thì mình sử dụng tương đối nhiều rồi. Thì cảm giác của mình nhá, bây giờ Huawei họ chỉ thua Apple ở đúng một thứ gọi là iCloud và một số dịch vụ streaming online kiểu là Apple Music hay là Apple Arcade hay là Apple TV. Đó, ở Việt Nam thì phổ biến nhất chúng ta sẽ có Apple Music và Apple Arcade, chúng ta hay dùng để chơi game. Còn Huawei là một lựa chọn thay thế mà mình nghĩ rằng là không thua kém gì về cả chức năng cũng như là chất lượng, nhưng mà quan trọng nhất là có nhiều tùy chọn giá để các bạn lựa chọn hơn. Đó là quan điểm của mình, còn các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại comment ở bên dưới cũng như là tham khảo mức giá của những sản phẩm này ở dưới phần mô tả video nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.